để chúng ta xem các hiện tượng xảy ra ở cái quay dạ dày. Dạ dày bắt đầu quay theo trục đứng thẳng, sao cho bờ sâu trở thành bờ trái và mặt trái trở thành mặt trước, và đấy thì hình ảnh nó cho quay ngược lại như vị trí ban đầu. Ở đằng trước, ở cái mặt theo vị trước chúng ta xuất hiện, thấy xuất hiện cái nụ gan, lúc đó gan chỉ là một cái nụ nhỏ nằm ở phía trước này. Đằng sau thấy lại cái động mạch chủ bụng và cái chỗ mạch chủ. Trong quá trình dạ dày quay trên